quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa các cầu thủ Sao Hình FC cùng với Lê Quý Đôn. Trận đấu trong khuôn khổ giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay, và cuộc so tài của chúng ta vừa được bắt đầu. Tuyển Đặng, tốc độ tuyệt vời của Tuyển Đặng vẫn còn dành cho tiền đạo số 11 của chúng ta. Tuyển Đặng đã có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc. Cú dứt điểm không vào. Vừa rồi đó là một tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của các cầu thủ Sao Hình với tình huống ra chân từ xa của Chí Torres. Đây là một pha bóng mà thủ thành của Lê Quý Đôn, đó là Đức Đỗ, đã đi ra ngoài. Và sau đó thì Chí Torres đã quan sát thấy khoảng trống, một tình huống ra chân được đưa ra ngay lập tức, nhưng cú đá là không chính xác. Đó, đường truyền đã không thành công. Vẫn còn. Cường chơi ra. Bóng đã đi cắt ngang khung thành của các cầu thủ bên phía Lê Quý Đôn với pha xử lý vừa rồi của Cường chơi ra. Ở trong tình huống vừa rồi thì rõ ràng Cường chơi ra đang có nhiều phương án hơn. Anh có thể chậm lại một nhịp và tạo ra đường truyền cho đồng đội ở phía trong, thay vì tạo ra một đường truyền nhanh như vậy khiến cho cơ hội trôi qua. Và các pha xử lý cũng vô cùng tự tin. Minh Nguyên, cơ hội dành cho Minh Nguyên, dứt điểm không vào. Cú ôm mặt của Minh Nguyên. Chúng ta hãy thôi hy vọng vào những cú đá của Minh Nguyên, đến thời điểm này là vừa rồi. Rõ ràng hai bàn thắng trong 3 năm cống hiến không phải là một con số biết nói dối. Không được. Trang Bùi. Vẫn là Trang Bùi. Trang Bùi. Không vào. Cú đá của Trang Bùi, Bùi Hồng Trang. Khá đáng tiếc với tình huống dứt điểm đầu tiên của chân sút Mao số 76 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là một cú đá với quỹ đạo khá là nguy hiểm. Có lẽ đây là ý đồ chuyền bóng vào, nhưng không may lệch quỹ đạo và khiến cho trái bóng đi vô cùng khó chịu. Phước Lùi. Đá phạt dành cho các thủ Lê Quý Đôn. Đánh đầu, nguy hiểm quá. Vào. Bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ Lê Quý Đôn. Và đội bóng kiểm soát bóng ít hơn lại là đội bóng có được bàn thắng để mở điểm ở trong trận đấu này. Một bàn thắng đến vào một thời điểm khá sớm của trận đấu. Nó xuất phát từ một tình huống cố định, một tình huống treo bóng của cầu thủ mang áo số 32. Và sau đó đã có những sự thiếu liên lạc giữa thủ thành Hoàng Khang cùng với các cầu thủ trung vệ của đội bóng áo xanh và khiến cho lưới đá rung lên. Trọng Trương. Pha xử lý hay của Trọng Trương. Cơ hội dứt điểm không vào. Lại thêm một cơ hội nữa, lại thêm một tình dứt điểm nữa. Và lại thêm một pha bóng mà các cầu thủ Sao Hình đã không thể tận dụng được. Một pha xử lý đầy tự tin và cảm giác của Trọng Trường để vượt qua sự đeo bám của các thủ áo trắng trước khi tung ra một tình huống dứt điểm. Bóng vẫn còn hơi cao so với khung thành của Đức Đỗ. Phú cùng với Tấn Cường. Tấn Cường vì lý do thể lực thì cũng đã không duy trì được quá lâu. Cố ơi, dứt điểm. Wow! Bàn thắng quân bình tỷ số dành cho các cầu thủ Sao Hình. Đó có vẻ là tình huống dứt điểm của Quế Ngọc Thoảng. Chúng ta hãy cùng một lần nữa theo dõi lại một tình huống có thể coi là tương đối lập bập trước khung thành của thủ môn bên phía Lê Quý Đôn. Khá hay. Cơ hội dứt điểm. Đã có tình huống phạm lỗi. Một tình huống ngã ra, lăn rất nhiều vòng.
Đó là một trong những tình huống dâng lên của em Phan Bảo Lĩnh. Và đó là một tình huống mà em Phan Bảo Lĩnh đã giúp cho cái thủ Du Hình được hưởng quả đá phạt ở cự ly 11m này. Em Phan Bảo Lĩnh có một thân hình rất bành khảnh và anh ngã ra chính xác ở 5 vòng luôn. Đó là dấu ấn đầu tiên trong màu áo của Du Hình mà em Pha có được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội sẽ dành cho Vũ Nguyễn. Vũ Nguyễn. Cú đá. Vào. Cú đá rất chính xác. Và tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ Du Hình của chúng ta. Một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi lại cú đá này. Một cú đá rất dứt khoát. Trường Đen. Và xử lý hay của Trường Đen. Trường Đen cố ơi dứt điểm không vào. Thật có tin ở trong tình huống vừa rồi. Và một cơ hội lần nữa đã tìm tới đúng cái chân của Vũ Nguyễn. Đây không phải là một trong những lần hiếm hoi mà Vũ Nguyễn thực hiện tình những tình huống dứt điểm ở cái đỉnh ngắn đi ra ngoài. Và những đồng đội của anh cũng không phải là quá tiếc nuối khi mà lần này là một trong những số nhiều lần mà Vũ Nguyễn thực hiện những tình huống tương tự. Này, Chí Torres. Một đường chuyền rất đẳng cấp của HNT. Chí Torres. 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 Không được rồi. Hơi nhẹ rồi. Vừa rồi là một trong những đường chuyền rất đẳng cấp và kỹ thuật mang tầm thế giới của HNT. Được theo dõi lại pha phối hợp giữa HNT và Chí Torres. Một đường chuyền rất nhạy cảm và đẳng cấp của Hữu Thạch. Nhưng tiếc rằng ở đường chuyền cuối cùng thì Chí Torres vẫn chưa thể tạo ra một đường chuyền đủ lực. Điểm rơi là chính xác rồi. Nhưng dẫu sao thì ở tiền này mọi tình huống cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội. Siêu phẩm đã được vẽ lên ở trên sân Đồng Quân 7 ngày hôm nay. Một cú đá tuyệt hảo của các thủ Lê Quý Đôn. Tỷ số được ở quân bình 2-2. Một bàn thắng rất đẳng cấp ở một tình huống gần như là không thể. Một cự ly rất xa ở góc sút trực diện. Chúng ta hãy một lần nữa chiêm ngưỡng lại siêu phẩm này. Khang De Gea có phải gọi đã rất bất ngờ và phản xạ của anh là không đủ. Một cú đá rất cực kỳ đẳng cấp ở một cự ly dường như là chúng ta không thể tưởng tượng được bàn thắng sẽ xảy ra. Phá Bản Lĩnh. Em Phá Bản Lĩnh. Lê Chuyên. Việt vị nữa rồi. Một quyết định chuyền bóng dành cho người đàn anh của mình là Chí Torres. Và đó là một tình huống mà lần thứ hai liên tiếp cầu thủ mà số 9 của Sao Bình đã rơi ở thế việt vị. Trường Đen. Để chuyền hay. Đây rồi. Cường Dê Đa. Dê Đa. Ôi trời ơi. Tôi đến lạy ông luôn. Dê Đa ơi. Tình huống đấy mà không ghi bàn thì chịu vòng luôn rồi. Đúng là mái tóc mới. Chỉ mới cái đầu thôi. Cái chân thì như cũ. Một tình huống mà Dê Đa đã có một khoảng trống vô cùng thuận lợi để đối diện với khung thành của thủ môn Đức Đỗ. Dê Đa hoàn toàn có thể đi bóng sâu hơn, xâm nhập sâu hơn để có được một cú đá tốt hơn. Và Dê Đa đúng như những phản xạ của anh. Một cú đá ngay và lên trời như những gì mà chúng ta đã dự đoán trước đó. Trường Đen. Khai. Chứ em vẫn đang rất tự tin. Nhưng tình huống đi bóng quá dài, rất dài của Minh Nguyên đã xóa tan đi cơ hội vừa rồi của Sao Hình một lần nữa. Chúng ta hãy một lần nữa theo dõi lại và đẩy bóng đi quá dài không như phong độ thường xuyên của Minh Nguyên. Minh Nguyên để chuyển hay rồi. H2T. H2T, H2T, không vào. Đó là một quyết định dứt điểm ngay. Và đó là một quyết định rất hợp lý khi mà cánh đối diện là Cường Dê Ra.
HDT đã có một quyết định sáng suốt khi mà không chuyền bóng dành cho Tấn Cường, và một quyết định dứt điểm ngay. Trường đèn đã được rút ra nghỉ và sự quay trở lại của Chí Torres. Chơi đèn, thời điểm này cũng là thời điểm mà anh đã gần như là chơi hết công năng của mình rồi. Giờ đây, cô dứt điểm. Đây rồi. Vào. Không như vậy là chưa. Rất may dành cho các thủ Gia Huỳnh. Bóng đã tiếp giáp vào cột dọc, hai cột dọc, và vẫn chưa lăn qua vạch vôi. Sự đáng tiếc của Lê Quý Đồn cũng là sự may mắn dành cho các thủ Gia Huỳnh. Chúng ta vừa được theo dõi lại tình huống và ranh giới giữa bàn thắng, và đó cũng là tình huống cuối cùng để khép lại cho trận đấu ngày hôm nay. Quý giả thân mến, cuộc so tài giữa câu lạc bộ Sao Hình cùng với Lê Quý Đôn đã chính thức khép lại với tỷ số chung cuộc là 2 đều. Một kết quả mà Sao Hình không mong muốn, và ngày hôm nay đó cũng sẽ là một trong những bài học của những chú cá ngựa. Lê Quý Đôn cũng đã thành công với một lối chơi kiểm soát, một lối chơi cực kỳ khó chịu, và kết quả này cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng thôi. Quý giả thân mến, tới đây thì buổi chúng thuật của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở trong những trận đấu tiếp theo.